Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Hành Nguyễn Hải Dương chuyên ghép và test các bộ hát karaoke gia đình, phòng hát sự kiện. Đồng thời làm kênh chuyên xác băng số cũng như cung cấp các thiết bị lẻ âm thanh trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam Lan Thương. Hôm nay buổi sáng thứ năm, ngày mùng 5 tháng 7 năm 2018, Hành Nguyễn xin được giới thiệu đến tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em đam mê về dòng loa treo, hay còn gọi là loa lăm, bát 25, chép giấy. Thì hôm nay anh sẽ giới thiệu các bác hai mẫu loa và thông báo chi tiết các thông số kỹ thuật về sản phẩm cũng như sẽ âm của nó. Thứ nhất là dòng loa BMB. Thì đây là dòng loa bãi các nhé, dòng loa bãi có model là 450C. Dòng loa này là dòng loa tức là đã quá rất nổi tiếng trên thị trường Việt Nam rồi, và có rất nhiều các bác đang dùng. Thì dòng loa này sử dụng một bát 25 gần mút xốp và chép giấy. Thì cái tiếng trống của BMW nó rất là mềm, ấm và sâu. Cái điều này anh Nguyễn không muốn bàn nhiều bởi vì anh Nguyễn giới thiệu qua thôi. Đây là dòng loa bãi xịn của Trung Quốc, tức là đẹp. Nó đẹp mà anh Nguyễn được biết và mở ra xem là đẹp đến đảm bảo 80%. Tức là bát, chép phân tần và thùng vỏ vẫn còn zin 100%. Chưa can thiệp, chưa sửa chữa, chưa gì cả. Thì đây chính là thông số của loa BMB có model là CSV450C. Thì dòng này là nội trở là 8 ohm, công suất là 500W trên một quả. Và dòng BMB 450C thì bác chú ý này, dòng xịn là dòng được Trung Quốc sản xuất và nó có công tắc gạt bát chép nhé. Đây là bát này, đây là chép này. Và bên trong cái màng loa ấy, bên trong màng loa nó có một, và cho cái nhện loa mà dán với cái khung loa là có một miếng giấy nó xoay tròn xung quanh. Thì cái thông tin chi tiết về dòng loa BMB 450C này anh Nguyễn đã có những bản đánh giá ở trên YouTube rồi. Nếu các muốn tham khảo và tìm hiểu thêm thì bác sẽ đánh vào loa BMB 450C anh Nguyễn, thì nó sẽ ra toàn bộ thông tin về em bóc ruột rồi. Hôm nay em nhập được mấy đôi, em chỉ giới thiệu nhanh thôi để các bác nắm được. Thì cái loa BMB 450C là giá em bán là 7,5 triệu nhé, 7,5 triệu, không bao ship, xuất xứ là Trung Quốc. Cái loa này là có nguồn gốc là của Nhật Bản, sau đó Nhật Bản chuyển ra công nghệ sơ quốc sản xuất, thì bây giờ là Trung Quốc sản xuất, là được sản xuất tại Trung Quốc và hàng công ty. Trọng lượng của loa này là 23 kg, thông số kỹ thuật nội trở 8 ohm, công suất là 500W một quả nhá, một quả tức là 1000W một đôi. Thì toàn bộ dòng loa BMB 450C em giới thiệu rất là đẹp, rất luôn, tức là từ bát loa, từ chiếc loa, từ phân tần, từ thùng nó còn rất là zin. Các bạn nhìn cái lưới nó rất là sạch sẽ. Tất nhiên là cái dòng loa BMB thì bao giờ cái tem này nó cũng bị xước, nên em không hiểu làm sao vậy. Thì đây là dòng loa BMB 450C, anh Nguyễn báo giá là 7,5 triệu, không bao ship mà cam kết là hàng chính hãng, hàng xịn, tức là hàng xịn luôn chứ không phải hàng giả bãi hay là hàng làm lại, tức là hàng còn bao cam kết là còn zin nguyên bản, chưa can thiệp đấy, và chất lượng cao. Thì giá em bán là 7,5 triệu, em cũng báo giá luôn để các bác quan tâm tham khảo, đỡ mất thời gian nhiều các bác còn điện thoại. Tiếp theo em giới thiệu tiếp các bác một dòng loa BK. Hôm nay em nhập được 5 đôi BK. Dòng loa BK, dòng này có model là BS 88025 mã. Thì dòng loa được có nguồn gốc xuất xứ và sản xuất trên đất nước Nhật Bản. Nó sử dụng một bát 25 và hai nếp giấy. Toàn bộ loa, tất cả loa đều có logo của BK nhá, BK check vậy, bát vậy. Thì dòng loa này có màu cà phê rất là đẹp, em giới thiệu rất kỹ rồi trên YouTube rồi. Trọng lượng của dòng loa này là 22,5 kg, thông số kỹ thuật nội trở 8 ohm, công suất nó là 450W là cực đại và 150W là min. Một quả bao nhiêu một quả này, tổng trọng lượng nó là 22 cân một đôi, và công suất nó là tối đa là 450W theo thông báo nhà xuất và 900W một đôi.
Thì dòng này em bán là 5.500.000 bao ship. Đây là phiên bản cuối cùng của dòng loa làm BIK BS850. Đấy, đẹp xuất sắc thì biết không nhá. Này em cam kết là nó đẹp. Nó đẹp đến 80%. Không thể dám nói 100% bởi vì dòng này là người ta dùng rồi. Đây chính là thông số của nó. Nhật Bản mà tem cảnh báo đầy đủ thông tin luôn. Kể cả từ cái cạnh kia này nó vẫn còn vuông vắn nhá, chưa bị chảy xước, chưa bị chảy xước. Nó đẹp như vậy. Và BMW có model là CSV 450C này bán 7.500.000. Cái này chưa bao ship đâu nhá. 23 cân nếu từ Sài Gòn. Từ Sài Gòn nó rơi vào tầm bằng 201, 202 tiền ship. Bởi vì những cái dòng này là không gửi được nhanh này. Tất cả những cái thiết bị âm thanh mà đã có nam châm thì không vận chuyển được đường máy bay. Em nhắc lại này, tất cả những mà thiết bị âm thanh mà đã dính nam châm thì không vận chuyển được bằng đường máy bay. Đấy, do vậy là chỉ có gửi chậm thôi. Thì cái đôi loài em dự tính là nó hết khoảng tầm hơn 210 một tí. Thì nếu cả ship xa nhất ở khu vực, tức là phía trong là mất khoảng hơn 200. Ship của em ấy thì có 3 vùng, một là Bắc, hai là Trung, Nam. Thì xa nhất em tính là chỉ có hơn 200 thôi. Đấy, hơn 200 nghìn. Thì em bán không bao ship là 7.500.000. Hàng xuất sắc, cam kết luôn. Đấy, kể khi bác nhận hàng bác mở kiểm tra cho em. Mở kiểm tra và có thể so sánh tất cả clip anh em bán dòng loa BMW 450C này trên mạng. Sai đâu 2.000 triệu. Và dòng loa BK giá là 5.500.000 bao ship toàn quốc thôi nhá. Toàn quốc. Đây là thông tin của em ghi rõ ràng. Đây chính là giá. Cái này đã bao ship nhá. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với anh Nguyễn theo hai số máy. Số máy thứ nhất là số máy tư vấn vận hàng là 0936 583 140. Số máy tư vấn kỹ thuật gồm có đấu lối vân vân. Rồi là lỗi sản phẩm là 0968 954 140. Em có địa chỉ là thôn Bà Đa, xã Nạc, thị xã Gia Đình, tỉnh Hải Dương. Anh Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bác đã ủng hộ anh Nguyễn trong suốt thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở clip tiếp theo.